Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Mời quý khán giả và tiếp tục chuyên bằng tầng SBTN thưa quý vị, trong cái chuyện liên quan đến vấn đề cháy rừng ở tại California thì với những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua và không nói rằng là không phải là vấn đề khí hậu mà là do với cái chuyện quản lý rừng và trong cái chuyện quản lý và cái chuyện này thì đương nhiên nó là một cái chủ đề chính trị giữa hai bên. Và sau đó thì đối thủ của ông trong cái cuộc bầu cử sắp tới là cựu phó tổng thống Joe Biden đã lên tiếng là ông là một người đốt khí hậu, climate arsonist, là một người đốt khí hậu. Thì đó là cái sự chỉ trích của ông Joe Biden nói về Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái những cái sự kiện này thì chúng ta thấy là hai bên xuất phát từ cái quan điểm là một bên duy trì cái nguồn năng lượng nhiên liệu hóa thạch mà từ trước đến nay sử dụng, còn một bên thì muốn là phải quay sang cái nhiên liệu sạch để mà bảo vệ cho môi trường. Thì đây là một cái quan điểm mà chúng ta thấy rằng là nòng cốt và căn bản cho cái cuộc mà gọi là nói những cái lý lẽ có phù hợp khoa học hay không khoa học thì tùy theo một số người cái sự hiểu biết đến đâu thì sẽ nhìn nhận cái vấn đề đến đó. Nhưng mà cơ bản cái chuyện này, thưa quý vị, vẫn là cái vấn đề liên quan đến nguồn tiền bạc, ai đứng đằng sau lưng những các cuộc vận động mà mang tính chất mà chính trị như thế này, ủng hộ cho một cái ngành kỹ nghệ chuyên gọi là dùng là khai thác các nhiên liệu hóa thạch và một bên thì muốn xóa bỏ, thì đương nhiên nó sẽ đẻ ra những cái lập luận chính trị như chúng ta nghe. Thưa anh Dũng. Vâng, thì coi như là ngày hôm qua sau vụ này thì ông Trump cũng đã xin lỗi quý vị, ông Joe Biden đã không bỏ lỡ cơ hội là phản ứng liền. Đó là chuyện đương nhiên. Thành ra tôi không có ngạc nhiên, tại vì ông bên cái gọi là cái quan điểm của Đảng Dân Chủ thì trước giờ là nhắm vào bảo vệ môi trường, còn bên Cộng Hòa là nhắm về vấn đề kinh doanh. Đó là một cái chuyện mà tranh cãi muôn thuở từ trước cái giờ. Có điều là nó các đời Tổng thống trước giữa Cộng Hòa và Dân Chủ thì nó có khác biệt, nhưng mà không khác biệt lắm. Cho tới thời Tổng thống Donald Trump thì có thể nói là khác biệt rất là lớn. Và đó cũng là cái chủ đề chính, một trong chủ đề chính trong cuộc vận động của hai đảng. Chúng ta thấy khi Tổng thống Donald Trump lên chức chính thì ông đã khôi phục lại cái kỹ nghệ than đá ở các cái tiểu bang ở miền Nam, chẳng hạn như Kentucky, Virginia, West Virginia hay là North Carolina, những nơi mà có mỏ than đó. Những cái đó là dưới thời ông Obama là đã gần như là dẹp tiệm rồi. Thì hai quan điểm đó khác nhau, một bên bảo là bây giờ anh dẹp cái khai thác than thì anh phải cho người ta có việc làm gì chứ. Thì anh không có cho ta việc làm thì cũng kẹt. Ông Trump lên bảo là quý vị không cho việc làm, bây giờ tôi phải cho việc làm, là tôi khôi phục lại cái nền kỹ nghệ than đá, khai thác than đá đó. Và các khoa học gia bảo vệ môi trường thì bảo là chính cái than đá đó và cái dầu hỏa nó làm cho môi trường bị ô nhiễm. Và ngay cả cái chuyện mà xe hơi chạy cũng vậy luôn. Ở cái EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi sinh của Mỹ, từ ngày ông Trump lên làm tổng thống thì họ đã bỏ nhiều cái quy định dưới thời Obama đó, thay đổi rất là nhiều. Thành ra nó có cái tranh cãi vô đó, bên nào họ cũng có lý của họ cả. Một bên bảo là bây giờ mà không bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ bị chết sớm, chứ không đợi tới đời sau. Bên bảo bây giờ không có, bây giờ bảo vệ môi trường mà không việc làm thì cũng chết luôn vì không có việc làm. Đó là tranh cãi muôn thuở của hai bên, thưa quý vị. Thành ra thôi chúng ta cứ để cho từ từ, tùy mỗi người nhận định và tùy mỗi quan điểm của mỗi người. Một bên nào thì thấy cái nào cần thiết thì mình theo bên đó. Chứ cũng không bên nào đúng bên nào sai cả. Thực sự là đúng sai nó cũng không rõ ràng trong chuyện này. Nó là về quan điểm. Rồi chuyện môi trường anh còn cái gì nói nữa không? Trong chuyện môi trường thì có khán giả nói được không anh? Thì đâu có sao đâu. Xin mời anh. Dạ. Khán giả Hương Nguyễn: chào hai anh. Theo tôi nói chuyện môi sinh với ông Trump thì nói chuyện với đầu gối còn hơn. Một người thiếu hiểu biết, kiến thức kém hay có tư tưởng phản bác khoa học thì chỉ mất thời giờ. Một sự đón tiếp vô bổ. Nói như thế thì cũng hơi không được chính xác lắm. Thưa quý vị, thì có nhiều chuyện không phải là không biết, nhưng mà như chúng tôi thưa, đằng sau lưng với sự ủng hộ của tập đoàn mà dầu hỏa thì đương nhiên
là phải có một cái quan điểm nói chuyện kiểu khác để cho nó phù hợp, chứ không phải là không biết. Còn nói về cái chuyện mà làm việc thì phải nói rằng là ngày hôm qua thì ông Gavin Newsom thì ông cũng có những cái lời tuyên bố trong những ngày vừa qua và ngày hôm qua. Ông nói là ông cũng lên tiếng cảm ơn Tổng thống Donald Trump và chính quyền liên bang đã có những cái sự giúp đỡ nhanh chóng. Thì ông có kể rằng là mỗi khi mà California gặp những cái chuyện khó khăn như là mỗi lần mà cháy rừng như thế này, thứ vị chúng ta thấy là California cứ liên tục cháy rừng từ suốt mấy năm nay, thì ông nói rằng mỗi lần mà như thế thì ông đều gọi nói chuyện với ông Trump, và mỗi lần như thế thì ông Trump cũng, mặc dù Tổng thống có những tuyên bố khác nhau, nhưng mà khi hữu sự thì chúng tôi làm việc cũng rất hiệu quả. Đó là lời của Thống đốc Newsom nói cách đây một vài tuần. Và trong ngày hôm qua thì ông Newsom cũng nói với báo giới rằng là trong ngày 22 tháng 8 thì ông Trump cũng đồng ý rằng là đưa ra một cái tuyên bố là lệnh khẩn cấp Tổng thống để làm gì? Để cho giải ngân những cái chương trình khẩn cấp để cứu California trong cái vụ cháy rừng lần này, thưa anh Dũng. Vâng, cái nhiều khi cái phát biểu của ông Trump á, thì mình không rõ là ông nói như thế là ông nói thật hay là ông nói vì cái chính sách. Thành ra như khán giả nói vậy thì cũng hơi là sớm, tôi dùng cái chữ là hơi sớm. Và nhiều khi ông có thể ông biết cái chuyện đó, ông biết cái chuyện ô nhiễm môi trường là có, nhưng mà ông phải nói như vậy để mà coi như nó phù hợp với chính sách của ông. Và như tôi nói đó, ông luôn luôn ông ủng hộ cái chuyện là có cái công việc làm. Thành ra nếu bây giờ mà nói đang có công việc làm mà bảo là ô nhiễm môi trường vậy thì chẳng khác nào là cắt bớt công việc làm đi. Đó, nó có chuyện đó. Thành ra cũng phải để ý, quý vị để ý này, trên bình diện thì đúng, khán giả nói đúng là những gì Tổng thống nói ra thì ông chịu trách nhiệm. Nhưng mà có lẽ sau này khi ông hết làm Tổng thống thì chúng ta có thể nghe ông viết hồi ký nếu còn sống. Hoặc là nghe ông có cái cuộc phỏng vấn khác, có thể ông sẽ tiết lộ lúc đó vì lý do chính trị tôi phải nói như thế, tôi phải làm như thế. Chứ thực sự ra là tôi biết cái chuyện nó như vậy, cũng có thể lắm. Bởi vì phải nên nhớ, khán giả nên nhớ như này nè. Ông Trump nó thực ra gốc ông là người dân chủ chứ không phải Cộng hòa. Ông là Cộng hòa đội lốt thôi. Bởi vì nhiều lần tôi nói quý vị, nhiều lần ứng cử trong dân chủ không ra được. Thành ông chuyển qua Cộng hòa. Và kỳ này ông qua Cộng hòa thì quý vị thấy ông không phải là Cộng hòa thật sự, nó ngay đảng Cộng hòa, ông chống ông luôn, bây giờ ông thành cái đảng Trump. Thực ra ông giống như là một đảng thứ ba ở Mỹ, nhưng mà ông mượn lốt, ông mượn cái tên Cộng hòa. Tại vì nếu mà ông ra cái đảng thứ ba thì ông cũng sẽ bị người ta gạt bỏ. Người ta ở Mỹ này sẽ không có cái đảng thứ ba nào thắng cử nổi, tôi bảo đảm quý vị luôn. Ít nhất cho tới giờ, cho tới lúc tôi tắt thở, không biết sau khi tắt thở nước Mỹ thay đổi không. Mà nước Mỹ nó không phải là đa đảng, nhớ câu đó là song đảng. Thành ra đó ông ra đó, mà giờ ông ra đảng thứ ba đó là ông không thắng. Thấy Rospero rồi ông gì nữa. Cái ông gì anh, tôi quên mất rồi. Có Rospero thôi. Không, Rospero còn một ông nữa. Ralph Nader. Ralph Nader đó, quý vị thấy ông ra là đánh banh càng luôn. Thành ra ông Trump á, ông đội lốt Cộng hòa. Và có nhiều người bị ông lừa. Cứ tưởng là mình Cộng hòa. Tưởng Cộng hòa, ông Cộng hòa. Thực ra là ông là đảng Trump đó. Nhưng mà đảng gì cũng cần biết. Nhưng mà rõ ràng ông thành công trong cái chuyện là ông đội lốt Cộng hòa và ông ra và ông thắng. Đó, và bây giờ ông phải đi theo cách đó. Thì nhớ cái chuyện đó. Chứ có thể trong đầu ông nghĩ khác, có thể trong đầu ông là ông cũng biết là phải bảo vệ môi trường vân vân. Nhưng mà bảo vệ môi trường tính sau thì bảo vệ chức tổng thống trước đã. Bởi vì tôi nói quý vị đó, ông mà không bảo vệ chức tổng thống là nước Mỹ này sẽ bị diệt vong. Theo tôi nghĩ là diệt vong. Bởi vì con trời đưa xuống, trên trời gửi xuống, quý vị thấy không? Mà con trên trời đưa xuống mà nó không thắng cử là kẹt. Đó. Và ông đã từng nói rồi, tôi mà không thắng cử là một điều không may cho nước Mỹ. Thì chúng ta phải nhớ ý, để ý cái điều đó. Thành ra là tôi xin giải thích thêm về cái chuyện thưa khán giả như vậy. Tôi xin gửi cho quý vị một cái hình sinh thân cho xem màn ảnh laptop của tôi. Thì trong cái hình này thì khi ông Trump đến California năm 2018, đến cái thành phố Paradise là bị cháy thiêu rụi đó quý vị. Thành phố thiên đường đó. Thành phố thiên đường bị cháy đó, thì ông đến và đây là một trong những hình ảnh ông với ông Newsom, thì cũng không có thấy là hai bên là kịch liệt lắm đâu anh Dũng. Yeah. Tôi còn những cái hình khác là ông Trump còn vỗ vai ông hai ông ôm nhau rất là thắm thiết, không biết có tình đồng chí trong đây hay không, nhưng mà hai ông đều ôm như là hất nhau rất là thắm thiết. Thì đây là những cái chuyện mà chúng ta thấy là đôi khi có những cái vấn đề người ta nói như vậy nhưng mà chưa chắc là người ta đã nghĩ như vậy, chỉ là vì cái vấn đề mà chính trị cho nên phải nhiều khi phải nói khác. Thì cũng như anh Dũng vừa nói với quý vị đó, quý khán thính giả nào mà để ý theo dõi và nghiên cứu thì sẽ thấy rằng là ngày trước ông Donald Trump không phải là người Cộng hòa,
quan điểm của ông khác. Thì đó là một người sống ở một cái thành phố mà là cấp tiến như New York thì đương nhiên là phải có một cái quan điểm nó không giống như những gì mà chúng ta tưởng tượng như bây giờ. Thực sự là ngày xưa trước khi ông ứng cử tổng thống, quan điểm của ông cấp tiến nha. Yes. Chẳng hạn như là ông chống cuộc chiến tại Iraq, sau này ông nói ông ủng hộ là ông đổi, thì lúc mà chiến tranh Iraq là ông chống. Thì cũng liên quan đến vụ cháy rừng là khán giả Hải Phạm. Trong dân gian có câu đố ai quét sạch lá rừng, nhân lực và thời gian ở đâu để quét sạch hàng triệu mẫu rừng. Đó là khán giả Hải Phạm cho biết như thế. Khán giả Trương Song Hương, những lời tuyên bố của ông Trump về cháy rừng California đã chứng tỏ cho bản dân thiên hạ và cả thế giới biết trình độ học vấn của ông Trump giỏi trong hoặc kép đến mức độ nào. Theo tôi, ông Trump là tổng thống dốt nhất trong số các tổng thống Hoa Kỳ. Ai nói phải giỏi mới làm tổng thống, nhỏ mà học dốt, lớn cũng làm tổng thống như thường. Đó chính là Donald Trump, tổng thức thống của đại cường quốc Hoa Kỳ. Đó là khán giả Trương Song Hương viết như thế. Khán giả Kim Nguyễn thì có một giải pháp tuyệt vời là bây giờ mình làm một cái thỉnh nguyện hứa bầu cho tổng thống Trump thì ông sẽ không làm hại thêm người dân nữa. Đó là ý kiến khán giả Kim Nguyễn. Khán giả Hoa Nguyễn, cô Hương Nguyễn nói ông Trump thiếu hiểu biết mà ông Trump trở thành tỷ phú, còn Hương Nguyễn hiểu biết nhiều quá vậy, Hương Nguyễn có là tỷ phú không, sao chưa thấy nói cho cộng đồng Việt Nam, mừng cho người Việt Nam. Thực sự thì khán giả Hoa Nguyễn nói vậy nó không đúng lắm, đâu có cần phải hiểu biết đâu là tỷ phú. Có nhiều người tỷ phú họ nghèo, họ đâu có trình độ cao đâu. Thì không, đừng có nghĩ là người giàu là phải là người hiểu biết rộng. Chưa chắc. tôi nếu mà tôi đi ăn cướp, ăn trộm của nhiều người mà không ai bắt được tôi cũng có thể thành tỷ phú nữa. Đó là mình có thể nói điều đó được, nếu được không bị bắt. Thì không cần trình độ mới trở thành tỷ phú. Nghĩa là như thế này, có thể trở thành tỷ phú nhưng mà không nhất thiết phải có trình độ, đúng không Long? Không cần phải có trình. Trong chuyện này, khán giả Hoàng Nguyễn quên. Có một số người sinh ra trong gia đình gọi là chưa gọi rẻ bọc điều đó quý vị, đâu cần làm một ngày nào mới sinh ra đã là tỷ phú rồi. Thứ nhất là trong trường hợp này cũng phải để ý luôn là từ nhỏ đến lớn tôi sinh ra tôi để được ông bố để lại cho một nửa tỷ 500 triệu Mỹ Kim để tôi 500 triệu là 1 triệu thôi nhá, 500 triệu cứ miệng ông nói là 1 triệu thôi nhưng mà tính là 500 triệu ông bố để lại cái khoản tiền đó, rồi tôi làm mà 4 lần phải khai phá sản thì khán giả Hoàng Nguyễn chắc cần phải yêu thích tổng thống Trump nhưng mà chưa nghiên cứu đầy đủ về cái gọi là tiểu sử của ngài, cho nên ông cần phải xem lại. Vâng. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.